Chào mừng quý anh chị và các bạn đã đến với video tiếp theo trên kênh Thần Số Gieo Hạt của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn sẽ có những giây phút thư giãn thật sự vui vẻ, và hy vọng rằng với nội dung ngày hôm nay, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm được thật nhiều những cái thông tin hữu ích. Và trong nội dung chính của video ngày hôm nay, xin mời quý anh chị và các bạn chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nội dung như sau. Ngày tốt khai trương và tuổi tốt trong nhà năm Canh Tý 2020. Mỗi dịp đầu xuân năm mới thì người Việt lại có cái tục lệ là trong nhà trong đất đón mừng năm mới và chọn ngày hoàng đạo để xuất hành khai trương. Vậy tuổi nào hợp để trong nhà Tết Canh Tý năm 2020? Ngày nào phù hợp cho việc xuất hành? Trước hết bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu về cái tuổi tốt trong nhà năm Canh Tý 2020. Thì chúng như chúng ta biết rằng là cứ mỗi dịp năm mới đến thì người Việt Nam lại có tục lệ là trong nhà trong đất đón mừng năm mới. Thì người ta cho rằng cứ sau giao thừa, tức là lúc 0 giờ giữa ngày 30 năm cũ và ngày mùng 1 của năm mới, thì người nào bước vào nhà đầu tiên thì người đó được gọi là trong nhà năm mới. Thì thông thường thì người ta cho rằng tuổi hợp với năm và cái ngày mùng 1 Tết, tránh những cái tuổi chung với năm và chung với cái ngày mùng 1 Tết. Thì năm Canh Tý gồm có can là canh và chi là tý. Còn những ngày mùng 1 Tết âm lịch là ngày Đinh Mão, có can là đinh và chi là mão. Cho nên là cái việc chọn tuổi trong nhà phải tránh các cái tuổi chung khá, nên chọn các cái tuổi hợp hoặc ít nhất là các cái tuổi mà không bị chung khá. Can canh phá giáp, can bính phá canh, can đinh phá tân, rồi can quý phá đinh. Cho nên là những cái tuổi mà có can giáp, bính, tân, quý thì không nên xung nhà cái năm nay. Về cái hàng chi thì tý xung ngọ, mão xung dậu, nên là những cái tuổi ngọ, dậu không nên xung nhà năm nay. Nên là chọn các cái tuổi hợp như là ất hợp canh, đinh hợp nhâm, chọn hàng can là ất và nhâm. Về cái hàng chi thì gồm có thân, tý, thìn là được tam hợp, tý và sửu là được nhị hợp, hợi, mão, mùi là tam hợp, mão và tuất là nhị hợp. Nên là chọn những cái tuổi mà như là tuổi thân, thìn, sửu, hợi, mùi, tuất để trong nhà năm mới. Và ngoài ra thì nếu kỹ hơn thì cần chú ý những cái tuổi xung khá với tuổi của chủ nhà thì cũng không nên xung nhà, và chọn được cái tuổi hợp với tuổi chủ nhà thì càng tốt. Còn không thì chỉ cần chọn cái tuổi hợp với năm và cái ngày xung nhà là đã tốt rồi. Tóm lại thì năm nay nếu xung nhà vào ngày mùng 1 Tết thì cần kiêng các cái tuổi có hàng can là giáp, bính, tân, quý và hàng chi là ngọ và dậu. Tuổi tốt xung nhà ngày mùng 1 năm nay có hàng can là ất và nhâm, có hàng chi là thân, thìn, sửu, hợi, mùi, tuất. Cụ thể những cái tuổi tốt xung nhà ngày mùng 1 năm nay là gồm có các cái tuổi sau đây. Thứ nhất là nhâm dần 1962, ất tỵ 1905, 1965, đinh mùi 1967, mậu thân 1968, canh tuất 1970, nhâm tý 1972, ất mão 1975, kỷ mùi 1979, canh thân 1980, nhâm tuất 1982, ất sửu 1985. Người tuổi mậu thìn 1988, nhâm thìn 1992, rồi ất hợi 1995, đinh sửu 1997, rồi canh thìn năm 2000, rồi đinh hợi năm 2007, rồi kỷ sửu năm 2009, mùi 2015, mậu tuất 1958, rồi kỷ hợi 1959. Thì trong đó các cái tuổi như nhâm tuất 1982, rồi ất sửu 1985, rồi nhâm thân 1992, ất hợi 1995, nhâm thìn 1952, rồi ất mùi là 1955, 2015 thì tốt nhất vì được cả can và cả chi. Ngày mùng 1 Tết là ngày Đinh Mão, là ngày xấu. Ngày này chỉ nên đi chúc Tết, đi chơi gần, làm lễ cầu phúc lộc, làm từ thiện. Cái phương hướng tốt là Tây, Tây Nam, Nam và Đông Bắc. Giờ tốt là từ 5 đến 7 giờ và từ 11 đến 15 giờ. Đấy là cái giờ tốt. Ngày mùng 2 Tết là ngày Mậu Thìn, là ngày tốt, nên là đi thăm hỏi người thân, bạn bè, có thể tổ chức gặp mặt
hội họp ban thưởng cầu phúc lộc. Phương hướng tốt nghĩa là bắc, nam, đông nam và đông bắc. Còn giờ tốt là từ 7 đến 11 giờ và từ 15 đến 19 giờ. Đối với ngày mùng 3 Tết là ngày kỷ tỵ, cũng là ngày tốt. Ngày này có thể là đi thăm hỏi bạn bè, họp nhóm, tổ chức mừng công, đi lễ chùa hoặc giao ước, ký kết các hợp đồng kinh tế. Nhưng cũng cần chú ý đến nếu có đi du lịch thì không được chơi ở các cái nơi vắng người. Có trẻ con đi cùng nên đi nhanh, về nhanh. Hướng tốt đấy là Tây, Tây Nam, Nam, Đông Bắc. Còn giờ tốt đấy là từ 7 đến 9 giờ và từ 11 đến 15 giờ. Còn đối với ngày mùng 4 Tết là ngày Canh Ngọ, cũng là ngày tốt. Có thể là tạ ông bái và hóa vàng. Ngày này cũng có thể mở cửa bán hàng đầu năm hoặc là mở cửa hiệu khai trương nhân dịp năm mới. Có thể tổ chức cùng nhau gặp mặt ở cơ quan, khai trương cơ quan nhân dịp năm mới. Giờ tốt là từ 6 đến 7 giờ, 11 đến 13 giờ và từ 15 cho đến 17 giờ. Sang ngày mùng 5 Tết là ngày Tân Mùi, là đây là một cái ngày xấu. Đây là cái ngày số của Ngũ Hoàng, không nên mở hàng, buôn bán, kinh doanh, ký kết hợp đồng, không xuất hành xa. Sang ngày mùng 6 Tết là ngày Nhâm Thân, đây là một cái ngày tốt, có thể mở cửa bán hàng cầu phúc lộc, làm từ thiện. Chú ý là cái ngày này không nên đi xa, nếu đi xa thì nên thắp hương bàn thờ trước khi đi. Tiếp theo là sang cái ngày mùng 7 Tết, đây là cái ngày Quý Dậu, cũng là một ngày tốt, nhưng là ngày tam nương tương sát, không nên khởi công xây dựng, ăn hỏi cưới xin. Ngày này nếu muốn xuất hành đi xa thì trước khi đi nên thắp hương trên bàn thờ để được bình an vô sự. Sang ngày mùng 8 Tết là ngày Giáp Tuất, là ngày tốt, có thể mở hàng, mua bán hàng hóa, ký kết các cái hợp đồng kinh tế hoặc đặt cọc trong việc là mua bán đều tốt. Giờ tốt là từ 7 đến 11 giờ, từ 15 cho đến 17 giờ. Ngày mùng 9 Tết là ngày Ất Hợi, là ngày tốt. Ngày này có thể là khởi công xây dựng hoặc tu tạo sửa chữa, cũng có thể là mở cửa hàng, ký kết các cái hợp đồng mua bán. Giờ tốt là từ 7 đến 9 giờ và từ 13 cho đến 15 giờ. Sang ngày mùng 10 Tết là ngày Bính Tý, đây là ngày xấu. Ngày này chỉ nên đi cầu tài lộc, làm từ thiện hoặc mua hàng vào, không nên bán hàng ra, đặc biệt là không nên làm các cái công việc như là động thổ, khởi công xây dựng hay là tu tạo nhà cửa. Giờ tốt là từ 5 đến 7 giờ và từ 11 cho đến 13 giờ, từ 15 cho đến 17 giờ. Quý vị thân mến, như vậy là trong cái video này chúng tôi đã chia sẻ với quý anh chị và các bạn cái ngày khai trương và cái tuổi xông nhà năm mới 2020 để gặp nhiều may mắn và các cái giờ tốt để chúng ta làm việc và cho đạt cái hiệu quả cao hơn. Và mong rằng thì qua cái video này các bạn đã biết được ai sẽ là người phù hợp để đến xông đất đầu năm cho gia đình của mình rồi. Và chúc các bạn và gia đình của mình sẽ có một cái Tết vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc, gặp nhiều may mắn. Xin được cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn hay thắc mắc gì, xin quý anh chị hãy ghi rõ rồi để lại lời bình luận bên dưới của video. Ban biên tập sẽ phản hồi lại các bạn trong thời gian sớm nhất. Nếu các bạn là những người lần đầu tiên đến với kênh Thần Số Gieo Hạt hoặc những ai còn chưa đăng ký kênh thì hãy hoan hỉ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình. Sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông bên dưới của chương trình để không bỏ lỡ những video hay nhất và mới nhất từ ban biên tập. Chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo của chúng tôi. Xin chào.